100 tuổi già chức để Tứ Nguyễn lại cho ai? Cho bà Trâm. Cho ơi, ổng mà. Nó phải kìa già. Ăn cơm chực nữa hả trời? Để nãy mới ăn tô cũng cá rồi. Rồi. Không có, lấy chén cơm trên con Hà còn cơm không? Cho bớt rồi ăn ra cho nó. Tôi chỉ có cơm giống trên, vậy nè. Lên trên Hà miếng cơm đi đây. Chén ở đâu bà Châu, làm gì có chén, có tô con. Mà thấy bán cái này nè, mà một chén thấy không? Nay có bán ốc không gì Dung? Không bán gì sao? Bà bệnh rồi, xin đồ bà bán, bà xin tiền cho bà. Mấy người bệnh vậy mà xin mới đúng nghĩa. Bà bệnh nặng quá trời. Con là không xin tiền cho ai hết. Chứ mày nên nhớ cái điều đó nha. Ví dụ như ta tự thương, ta cho thôi, chứ con không sao xin tiền cho mày ai mày hết. Xin được. Không có xin cho ai hết á. Con cũng không có xin tiền cho chất luôn nữa. Phải nói rõ ràng ở trên cộng đồng mạng để người ta hiểu lầm. Không có xin tiền ai hết á. Ai mà hiểu lầm, tao tống cho mày ra ngoài đó luôn, nó hiểu lầm. Ai thương hay ai mến thì đến với nhau thôi, chứ thực sự nó không có xin tiền của ai đó. Đi đám ma đại đi, rồi của mình đi đám rồi qua đi mơi, nó kêu qua chôn rồi. Đám ma. Ủa, má nó chết nhà, để nhà sao để ngoài à? Nhà nhỏ quá, nhà ngoài nhỏ quá. Gì á, phú gì đó. Chồng nhà nhỏ quá. Nhà tăng lễ á. Nhà tăng lễ. Cái chỗ mà cho em phủ của bà đó. Nói vậy bà biết. Vú. Vú với con mèo. Hàng chim ghế, mấy ghế có kiến à. Sao vậy? Nói với con kiến à. Dạ, bữa giờ cắn luôn, về nhà cắn mát luôn, trò luôn. Nó có cắn chỗ hiểm anh không? Mỗi lần cái ghế đó là của tôi hay đang ngồi á. Trời mưa bà hay nuôi kiến với chuột lắm. Này con ta sung sướng nè, thấy không? Ngồi vậy đó mọi người. Trước mặt trai mà ngồi vậy đó, giống như là kiểu khiêu khích vậy đó. Ồ, đàn bà vậy đó, có nết có nà ghê. Mày mát đúng Nguyễn, tao gãi mặt mày trời mưa nha, nó gọi qua nó. Rồi. Đi đi con mát ra. Dạo này hư hỏng lắm rồi. Cái này kia khốn nạn nó chọc cho bảnh ngứa bả gãy hoài rồi. Má nước nôi rồi làng luôn mà bữa rồi đợi mua cái gì mày. Bôi gì bôi trơn, cần bôi trơn luôn. Nước có sẵn rồi là cần gì hỗ trợ. Con hỏi thì chớ chứ giờ vì chất thí dụ nhưng mà bây giờ ảnh xứng xô á. Vì chất có chịu nổi ảnh không? Nổi. Trời ơi trời. Tới cũng chịu rồi. Chú cho 8 triệu rồi cơ. Nó nói dạ chóc với bà đó, nó mới nói. Nó nói sáng này nó cúp lưng bà. Giả mặt bà vô duyên quá. Nói 8 triệu ngay mặt bà thì bà giờ bà đó lọc lỏng không? Bây giờ á tin hay không thì gọi điện thoại cho ảnh. 8 triệu gì bữa bà nghe lời hằng ngày chửi nó quá trời. Ờ. Tới cái chỗ là kính trên mặt. Nó cúp ngay bữa đó nó nói là cúp điện trả bà một tháng. Dạ chúc mừng chất nha. Có gì đâu phải buồn. Bà tụi hai cái mặt nói là bà tự lực cái chân mà dịch. Cái bà nói bà qua bà xàm ăn với gì vậy? Bà lợi. Ngon nè. Nhớ lấy măng cô. À măng hả bớ gì vậy? Có một chén nhỏ vậy mà em ăn vậy. Trời ơi lấy ít vậy luôn nhà lấy nữa. Như đây sao đủ ăn. Nè nói về sao bán được hơn. Cơm thịt khô măng, thèm thịt khô măng, tròn có xíu rồi trời. Bởi vậy hàng chi chứ. Mà công nhận chất tham ăn thì cái trời, mới ăn tô uống cá mà giờ qua đây xin cơm nữa. Ai cho bạn ngàn kìa. Nghe đâu anh Tuấn Nguyễn mua iPhone 14 Pro Max cho mà sướng rồi. Cho ai má, phải của con má. Cho bà. Có. Cho bà đi bán bà vững vàng. Với một điều kiện thôi. Giờ hôm nay về chưa? Mà. Trời ơi, đi dữ vậy má.
khu lai đi bán sướng. Đã rồi lai nè, chào mọi người đi. Chào mọi người, cạch ra là la là la. Em nghĩ có tuần nay bệnh hoạn hoài à chị ơi. Có người trên đây người ta comment nè, nói chết nghỉ luôn đi. Chứ bán gì nữa. Bệnh nghỉ hoài. Ở nhà anh Việt Kiều nuôi. Ăn 8 triệu. Bữa nói thật lòng ảnh rồi, ảnh nói không có một cắt nữa chứ đừng có 8. Cao đấm nó hôi da máu liền á. Vụ nó cứ nằm qua nhậu đi và đi rồi. Sáu và đi rồi. Vụ nó qua cái lấy tiền, má giao viên. Ủa ai có điện thoại cứ gọi, cứ vụ vụ đi. Có số điện thoại của anh Việt Kiều. Bà lấy tiền mà cô bán mạng hay đâu ra má. Ai ăn ốc bắt đi sừng ngựa đủ vỏ. Tháng 4-5 triệu có chia đâu. Con nói thôi mày, bà mới nhậu. Trời ơi người nó bởi vì dữ dãi vô cùng. Đấm chồng biết bấm mà cứ mỗi lần bấm mà kêu giùm không à, mốt gọi giùm á là tốn tiền á nha. Anh nghe đi, anh nghe đi, lên lên mạng đi anh, đừng cắt anh. Giờ không muốn gặp mặt thì chết rồi. Đang làm công trình hiện nay á, chắc là nó đang chặt đen á mày ơi. Kem là gì? chập chen khi tình yêu đến á. Bà thương hoài giờ biết có thèm gì không, thèm gì, thèm gì cho muốn ăn luôn nè hả, muốn quẹt hả chứ con báo chất lên buồn nha, má Gia Hưng là cái tuổi cọp á, năm nay xui lắm, bả mới vừa mất đó. Đó chứ không phải là tuổi cọp năm nay hên đâu nha. Con này nó đâu chết chết là vậy. Bằng tuổi chết luôn á. Chết để lại kinh nghiệm bà dành. Sao vậy không? Vậy là lý do con anh đó. Thí dụ như mà chết có 100 tuổi già chết để Tứ Nguyễn lại cho ai? Cho bà Trâm. Cho rồi, ối qua má. Nó khoái chơi dạ. Sơn nhận đi Sơn ơi. Của hồi môn đó. Bóp ra vô bóp, bóp chanh rồi. Chất bà chịu. Thì tì, cái cao đâu có chịu nổi. Nó vẫn có chịu nổi. Tiền cũng có mà tình cũng có, sướng thấy mụ nội luôn. Không mà. Chứ bởi vì nó làm mà chết vậy là mình chết bánh ứa hoài mà thấy à. Cắm treo để heo bị đói. Chứ nào tôi với Hưng lấy nhau mà trời. Sao ai chức cũng đòi lấy vậy? Chức giờ chức hồi sinh lại hả? Thì đó hôm qua đó mẹ không? Lộn liễu luôn kêu ai giải giùm đã đó mẹ hả? Mũi bự cũng biết sao đói ghét như vậy. Còn mũi bự mình á. Hoa. Nó biết lắm ma má này chết à. Nó ai không biết rồi, con đăng lên mạng ai không biết. Bán người là giàu. Ngân nó cho bằng nghỉ qua. Chồng con cho bán nữa. Cái bệnh hoài à, ở nhà nó nuôi. Thôi thì ở nhà nuôi đi, đâu ai cản. Thôi kiếm tiền quay có đồng giả đồng vô. Nè mấy mối ảnh là cắt điện chợ này nha, ở trên mạng mà không thương nữa rồi thấy cảnh. Thôi nó đi bới sống. Lụm dây chai đó. Trời nó có đi lụm giống mấy bà lụm đất lắm á. Lụm mình nhậu luôn. Nè mấy bà còn có cái nghề nữa má. Nghề gì nữa? Bóng tối hả chứ? Tao nhiều nghề lắm rồi bà. Tụi bay cứ dễ hả? Giờ chất là làm gái không biết ai đi không? Trời ơi, đắt lắm á, hỏi bà. Trời ơi, mày làm chết, mày viên Tuấn Nguyễn. Trời ơi. Chỉ làm mặt lên, bơm vũng lên. Người em là tự tin vô độ.
cởi ra toàn hột sòn kim cương không? Hột tự đường nó cắn. Nhồi mày chịu nổi không? Không có bán lạc dũng ha, có tèm lạc dũng đúng không? Có, anh Tuấn Nguyễn anh có. Cây của anh nó hơi bị ngon luôn á. Bán chuột không à. Mẹ chả cá của 7 cân cua, rất là thực chất. Chứ có tiền bao con đi? Đứa bỏ ra 50 mua. Hùng vốn à? Đứa lập hồn. Thôi con không à. Cái gì vậy? Để quay nữa nha. Thôi chết chừng nào chết đi con quay. Trời bữa ở đây nó trắng tợ bệnh đó mày. Téo quần tiệt luôn á. Ai trứng? Cũng hiểu, nó quỷ vậy á. Chứng chất do chất sợ mà chất giờ chất cũng chưa sợ đâu còn khoái nữa. Đảo bà con ta nói bà lên công an phường bà lẩm đi. Ê có dục dập không bán nhiều miếng bán rồi chất ba hai trăm ba cái đi. Ê cắt nhỏ nhỏ ra tao không có dằn cho ớt với đầu chui với tường ăn cơm bả hết đồ ăn rồi phải cho con vậy nè khổ quá không. Đó ăn như đây là no có chiều đường lên cà cốc luôn. Chết rồi. Nhớ đi đắm mà tàu nhà. Chết rồi. Bà cháu qua mở hàng coi. Bà đâu rồi? Gì? Bà mở hàng với cô đắp không đó mẹ. Mày nói gì? Nói gì nói đi. Hôm nay có vụ 7 cân mua mở hàng số cũ. Số mới lát cho bà cháu. Bà cháu mở hàng đắp rồi bà chăng đi. Cả cân nước ở nhà làm trứng nha. Dạ không lắm á. Hôm nay cô máu lắm rồi. Bà kiểu rồi con chịu à nhiều quá. Công nhận hôm qua mưa vô quá tụi mình ngồi. Tuấn Nguyễn nói câu gì cùng. Thầy cùng mà làm mưa làm gió ngoại làm cái gì vậy. Nói sao đứa tao ám sát bà Trần cũng kêu bóp con máy nó cho mày bóp. Tao lấy dao đi kéo tao lắc mày. Nhà nó vậy mà để không được thế mà ơi sao kỳ vậy. Nó ở kế ngàn tỷ đó. Thằng ở đợi trong khu vườn á. Chắc mời thiêu quá. Không biết chỉ hoàng hồi nhỏ mà nhà nó trong hẻm cò hẻm nhỏ hoàng quèo để ngàn tiếng á biết ngàn tiếng không nhà đó hồi xưa chính bán chung cư lại nó mua đó 1.80 tỷ mà bà hương bán một hộp 900 mấy bé dạo này nó ghét chất nó chích đau chích ghê quá để đây nè ăn cơm làm cho gì chất hộp cơm đặc biệt nữa. Đúng bài lắm. Con ghê nè. Dịch nè, thôi chất ăn đi. Nó bị sợ con kêu trả tiền ngãn chắc. Kêu phải đồng bia nữa. Nó trời ơi, nó ghiền lắm. Bây giờ chất kêu khô mực á thì con ăn. Còn rượu dịch con không ăn. Ok chưa? Thì má mua nè. Tại cái món con không thích ăn. Tao nghèo con phải ăn vậy. Ăn cho đời có đỡ khổ. Để mày với bà Sưng mổ hoài à. Trời ơi, dịch gì trắng á. Anh bữa nào mua lạc thưởng về bán. Bóp có thưởng. Rồi đi chơi làm sao rồi dì Xuân? Đi em giờ bà chắc có đi không được hay sao? Đi không được hay là gì? Đằng này cũng công nguyện rồi. Mà đi không? Không chơi đi. Mà đang nói hơn đi không? Đi 2 ngày, 2 đêm, 3 ngày hả? Hay sao? 3 ngày, 2 đêm. Ba ngày hai đêm rồi để con coi lại tí xíu trong vòng nay mai trả lời hai đêm hai ngày tại vì tối khuya đi mà là mất hai đêm rồi là hai đêm ba ngày có nghĩa hay gì là ba đêm ba ngày đó nhưng mà 11 giờ mới lên xe rồi dạ đi chơi hai đâu đâu nha má em má đi chơi má quậy mấy ông Việt Kiều này còn vui mấy ông quỷ mà theo ổng là ăn thoải mái cái gì kêu cái gì ăn chất ở nhà là hối hận á
thay cho bà ở nhà đi. Con với Yên Sơn rồi đi, rồi tại gia rồi đi chơi. Chắc coi là xong chơi đúng rồi. Ăn thấy ngon ghê chứ. Ăn lại đúng mà. Không, con không ăn món này. Trời ơi, gì vậy má? Má quẹt cái quần què, má quẹt trùm lum tùm la, má la. Có một chợ ghê. Ông muốn cho đi à, biết sao không? Nó muốn cho bà chết đi là sao? Nó không muốn đồ bức tay của nó nhậu quá, hiểu không? Kiểu mình ở nhà, có mày ở nhà này đó, tiếp tay với nhậu. Kêu anh ra nhậu chứ coi. Nó đi làm. Nãy con còn điện được với anh mà. Rồi xong à. Luôn. Không nghe. Đi hoài, nói giờ này anh đang động phòng nè chứ không làm gì luôn.